cua cái này trắng tươi luôn. Đưa trong mát cái hết rồi. Hết nhồi 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 nhồi. Cái gì nè. Còn mấy con này chừng nào mát chưa vậy, tôi mới nhỏ xíu mà có cái mục gì nè. Ngoài nắng nè, ngoài nắng la vô mát hết la rồi. Tung tin luôn nè. Đó, mở mắt ra chơi con cái. Ú nụ nè. Nhầm phè cái đó hả? Hey, chịu cho kìa. Thả cái đợt chứ. Chưa tới đợt của con mà la gì. Tơi nó chưa chịu. Được rồi. Gái, gái hết luôn. Cho nó ăn đã. Mình đục dục một xương luôn rồi. Làm gì anh Thái? Dục mấy hộp xương như luôn. Được rồi. Nó chơi cái tuyệt cúng tiếp nha người. Nè, nơi phơi nắng rồi cúng nè. Đã chưa nắng, nắng có rồi la. Trời ơi, nghe ưu luôn, thả quá cái này. Thôi, chết rồi, chết rồi. Nó làm gió. Chó lên làm bóng mát. Bóng mát bị mất, la quá. Nóng la quá. Ưu nuôi chưa? Hơn 3 tuần, hơn 2 tuần nữa. Nhưng nhận được cái điều nhau luôn rồi. Cách nhau mình cách tuần. Hay vậy. Mà này nó muốn điều nhau à. Cái con này chưa mở mắt nha. Mấy con cắn cắn mở mắt chậm. Cái con này thì mở mấy con hiếu khí. Này con này con bự này. Mở to. Trời nắng nè, gà chục trời nắng. Cũng hơi trưa xíu. Đây, lông trắng đây. Ngáp dài luôn. Cái được. Mẹ được. Ngửa mắt đây nè. Mẹ ngửa mắt đây. Cho nó ra phơi nắng. Nó về cũng dễ viêm da. Trời nắng nắng nát quá. Phơi cho nó chết thì nó vô diệt khuẩn.
Rồi, chiều hôm nay cuối cùng cũng được một cặp, còn Hero còn con Mập này chưa? Mập này với con anh kia. Con kia mới được có nước à. Mà nhiều khi có một con nó vậy cơ nhỉ. Ép nó cũng không được. Nó mọc nước là nó xong luôn. Cặp thằng kia nó dính lâu kìa. Nãy giờ nó giỡn. Đấy, con giỡn thấy cưng. Dành cục xương ngày sau đứng đó, đó. Nó dành cục xương nó ăn không được. Chứ nó người ta cho ăn của nó cũng không được luôn. Nè à, không tiếp đi. Gì cơ? Hai, không giữ rồi, không giữ rồi. Rồi, hai anh em à, không giữ rồi. Nè, ăn đây nè, không ăn. Cái đó không giữ. Có mấy con ngò, nó thèm ăn thức ăn nữa. Nữa. Cái con nó kỳ ghê. Đừng có, đau, đừng chồng. Chồm rách cái chân ta từng. Không có chơi vô ạ. Con này chưa nha. Một con đen này chắc hết nước rồi. Còn một con lon này chắc chưa nên nó chưa có mùi, nó chưa đẹp lắm. Thăm dò thử rồi cái nó còn hay không. Mày bấm vậy con. Phơi nắng từ sớm giờ. La gì vậy? Hả? Ôi nó ú nè. Ôi ôi ngầu quá. Cái này ngầu lắm nha. Cậu đã quá. Cái màu ghê luôn á. Màu nó ngầu ghê luôn. Mắt màu xanh dương luôn á. Mới thấy mắt màu xanh dương, hôm nay xanh lá cây không, hôm nay có con này mắt màu xanh dương. Màu đậm ghê. 2 bầy 8 con, mỗi bầy 4 con. Cách nhau một gần tuần mà giờ bằng nhau rồi. Giờ hết biết của bầy nào con cái là con thì một bầy thì mở mắt to. Còn bầy thì mới mở mắt. Cái hí. Thôi con được rồi. Chưa có ăn, chưa chạy nhái gì. Rồi con đực. Cái này, cái đực luôn. Vậy là còn hai bé sô này. Con này. Con cái sô, lông sô. Này là con đực lông sô. Té mương nè. Cái cặp xa xa đó vẫn còn dính nè. Té mương. Trời, nó thấy động nước, nó nhìn tôi đâu có con gì. Té mương nè. Ai da, kiên cánh. Hai con Mập té. Làm gì vậy? Làm gì tự nhiên ra mương hoài à? Nhìn gì bên đây kia? Có ai bên kia? Nhìn thấy coi. Nè. Đừng nhảy mương nha.
Đâu rồi? Vô rồi cả nhà. Xong rồi đó. Rồi vô được rồi nha. Kết quả được một cặp. Chiều nay được một cặp con đen với con cù lự. Thả vậy nè. Tự nhiên nó lộn được con nào lộn. Lộn được cặp nào lộn. Không cần. Làm gì? Làm gì ôm ta kìa. Hả? Trời ơi. Nó cát mà. Ê đá mà nó bươi. Bươi cành lắm. Rồi cho chúng vô cả nhà, giờ cũng tối rồi. Giờ vô trong trong nhà trong đang làm thêm cái cặp trong nhà trong nữa. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, bấm theo dõi, bấm thông báo rồi bình luận comment nha cả nhà, để tiếp tục theo dõi cái đàn cúng của mình trong cái chỗ sân chơi của nó có cây cỏ mực nè, là một loại cây mà con cún nó hay tự ăn để nó điều chỉnh sức khỏe của nó, điều chỉnh cái phần tiêu chảy của nó. Vô đây con, có cái gì nhúc nhích tí kia à. Rồi cả nhà nhớ nhấn thông báo, cả nhà nhấn đăng ký thông báo. Trời ơi, cái gì đeo nữa vậy, thôi vô thật rồi.